Đêm 24 đến rạng sáng 25 tháng 7, ở xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mưa rất lớn đã gây ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 2 người chết, 5 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn và hỗ trợ di dời người, tài sản đến khu vực an toàn. Đến chiều nay, trên địa bàn xã Mường Bồn vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả lũ quét gặp rất nhiều khó khăn. Trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến người dân bốn bản Tinh Tốc, Bản Lĩnh, Mường Bồn 1, Mường Bồn 2 thuộc xã Mường Bồn không kịp trở tay. Thống kê nhanh đã có 2 người chết, 5 người mất tích, 4 người bị thương, 11 nhà bị sập và vùi lấp, 14 nhà và một cầu treo bị cuốn trôi, thiệt hại khoảng 42 hecta lúa và thủy sản. Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận xã Mường Bồn bị tê liệt hoàn toàn. Trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, thời tiết diễn biến phức tạp. Tại một số nơi, mưa lớn vẫn kéo dài, khiến đất đá sạt lở, gây nhiều khó khăn cho người, phương tiện tham gia giao thông và thiệt hại tài sản cho nhân dân. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã cử 90 cán bộ chiến sĩ phối hợp giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, vừa tìm kiếm cứu nạn, vừa di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chủ động phối hợp hiệp đồng và tham mưu cho chính quyền địa phương, khảo sát, xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng, chia cắt để kịp thời sơ tán, di dời người, tài sản đến nơi an toàn.